Chúng ta sẽ chuẩn bị đến với trận đấu tranh 3-4. Hai đội bóng đã để thua trong buổi sáng ngày hôm nay. Có lẽ thời điểm này là những cầu thủ trên sân chúng ta cần được tôn vinh. Vượt qua những nỗi buồn thất bại ở trận đấu sáng ngày hôm nay để chứng minh và xây dựng phong trào chung của bóng đá Hiệp Hòa. Hưng Đạo đối đầu với Yên Ninh. Đây là giải bóng đá vô địch xóm Đồng Nong mùa giải năm 2023 với 4 đội bóng đến từ 6 đội bóng đến từ Đồng Lỗ, 1 đại diện đến từ Việt Yên. Và một xã bên cạnh là xã Đoan Bái đến từ đội bóng FC Nứa. Phú Tài thì ở Việt Yên. Đội bóng sẽ chơi trận chung kết. Trọng tài bắt chính ở trận tranh 3-4 sẽ là trọng tài Nguyễn Tuấn Anh. Như vậy là trọng tài Thuận Cây Tơ ngày hôm nay đã không xuất hiện trong buổi chiều. Có lẽ ở nhà đang có 3 con thỏ đang chờ anh thịt. Vâng, trọng tài Nguyễn Tuấn Anh. Hành lang biên vẫn là trọng tài Việt Cường và Minh Sơn ở hành lang gần tình huấn viên. Ngày hôm nay thì các tổ bên phía Hưng Đạo họ ra sân với Văn Đức, Đức Casilo đeo số 20, Huy Tô số 4, Văn Thuận số 3, Văn Thành số 6, Văn Tuân số 19, Quang Tú số 5, Lý Nguyễn đeo số 11, Văn Thắng số 8 và thủ thành gọi là Hoàng Thành. Thủ môn đeo số 1. Hưng Đạo đã để thua đội bóng chủ nhà khoát 1-2. Một trận đấu mà rõ ràng là đội bóng Hưng Đạo chơi hay hơn. Chơi hay hơn. Bên phía đội bóng Yên Ninh, họ vẫn có những cái tên quen thuộc, trong đó nổi bật nhất là Văn Sản đeo số 00, Lão Tướng Lương Xuân Trường đeo số 02, Hoàng Thụ đeo số 86, Duy Thành số 04, Đắc Tuấn số 10, Văn Long đeo số 3, Tâm đeo số 31 và Xuân Hưng đeo số 9. Thủ môn của các thủ bên phía Yên Ninh đang là Tuấn Anh thì phải. Rõ ràng là trận tranh 3-4 và tinh thần của các cầu thủ cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Nhưng vinh quang thì chỉ gọi tên đội bóng nào biết nỗ lực, biết cố gắng đến cùng mà thôi. Một tình huống bỏ gánh. Cơ hội rất nhanh, 1-0 dành cho các đội bên phía Hưng Đạo. Một đường chuyền dài ngay lập tức tạo ra sự đột biến. Anh em nhờ anh đọc cho em cái đọc em một lượt cái danh sách. Đọc em nghe. Nó có khí thế cái. Vâng, trận chung kết thì không đọc tài trợ, bây giờ trận tranh 3-4 mang sổ ra đọc tài trợ. Cứ tổng cộng là bây giờ chúng ta tài Hưng Đạo đang được tài trợ khoảng 20 triệu. Nhìn Long Quang ra cũng thấy khoảng độ 15 triệu rồi. Với một đội bóng tham dự giải đấu như thế này thì cũng rất cần những sự quan tâm của những mạnh thường quân, những cá nhân,
Nhưng anh em đam mê một trào vua ở tại Hưng Đạo hay là Yên Ninh tài trợ cho đội bóng. Sáng ngày hôm nay chúng ta đã thấy rồi, Hưng Đạo có một trận đấu thật sự là kém may. Vẫn là Đức Cachino. Bên ngoài sân thì ông bầu Đông Suzy đến từ Ngọ Xá đang theo sát những bước chạy của Đức Cachino và rất mong muốn bom tấn này sẽ nổ trong khoảng thời gian sắp tới để chơi giải Trung Lạc Open. Thông tin trường tiết lộ thì ông bầu Đông Suzy sẽ đưa ra mức lương trong xuyên suốt giải Trung Lạc dành cho Đức Cachino khoảng 10 triệu đồng. Là Trung Lạc Open sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng 1, 20 tháng Giêng. Sự có mặt đến từ 24 đội bóng, 24 câu lạc bộ. Đội bóng Đông Suzy sẽ xuất hiện tại giải Trung Lạc. Đức Cachino đã được lọt vào tầm mắt xanh đến từ ông bầu Đông Suzy. Ở giải đấu đó thì sẽ có rất nhiều các cầu thủ chất lượng. Bởi đơn cử chúng tôi, các cầu thủ Trung Lạc tổ chức với một giải đấu mang tính chất của câu lạc bộ, không phải là một đội bóng đến từ một thôn, một làng hay một xã nữa. Sự lựa chọn sẽ là lớn. Ngày hôm nay thì vấn đề thắng thua trong trận đấu cuối cùng sẽ là một phần thôi. Mà quan trọng các thủ chúng ta sẽ thi đấu vì danh dự, vì cái tên mà các bạn đang khoác trên mình. Rất nguy hiểm. Pha dứt điểm thứ hai đến từ Đức Cachino không thành công. Xuân Tú là người đá dứt điểm trượt. Sáng ngày hôm nay thì trận bán kết, khi mà các thủ Hưng Đạo đang thua thì tôi nhớ là huấn luyện viên trưởng của Hưng Đạo đã tung vào sân Xuân Chuẩn. Về tôi xem lại trận đấu, từ khi anh vào sân, anh sút 10 quả thì trượt đến 8. Đó là lý do vì sao mà cái cánh bên phải của Hưng Đạo bị hỏng ở trong hiệp 2, không tạo ra nhiều sự đột biến. Một sự thay đổi người có lẽ mang điểm trừ cho huấn luyện viên trưởng của Hưng Đạo ở buổi sáng. Trước đó thì Xuân Tú cũng đã xuống thể lực và Xuân Chuẩn đã vào sân để thay Xuân Tú coi. Vâng, hết lực rồi. Văn Thành là cầu thủ đã đẩy bóng đi hết đường biên ngang. Rõ ràng là trận đấu ngày hôm nay thì Hưng Đạo được đánh giá cao hơn. Trong buổi sáng hôm nay thì lão tướng Xuân Trường cũng đã có một bàn thắng rất đẹp. Yên Ninh đã để vượt mất trận chung kết trong một thế trận mà họ đã dẫn trước Phù Tài tới 2 bàn ở trong hiệp 2, 4-2. Nhưng sau đó thì Yên Ninh đã để cho đội bóng Phù Tài gỡ hòa. Trên chấm phạt đền, Yên Ninh đã kém may hơn. Vẫn là Đức Cachino.
Đường chuyền rất hay của Đức Cacelo, đối mặt cơ hội không vào. Văn Tuấn đã không dứt điểm ngay. Pha chuyền bóng 10 điểm đến từ Đức Cacelo. Yên Ninh thì là một trong những đội bóng có độ tuổi cao nhất của mùa giải năm nay, trên tổng 8 đội bóng tham dự. Họ có cả các cầu thủ của đầu 8, có nhiều cầu thủ đầu 8 tham dự trong đội hình. Đây là đội trưởng của Hưng Đạo. Sáng ngày hôm nay thì Huy Tô cũng đã cho thấy được khả năng chơi bóng của mình. Quán xuyến hàng phòng ngự. Đức Cacelo. Rất bình tĩnh. Cơ hội. Phá bóng trượt chân. Vâng, không thể đòi hỏi một cầu thủ chuyên bắt ngôn như Văn Thành đã hậu vệ cánh trái được. Rất hay. Dương Thụ là người đã bắt được bóng đánh đâu, không được. Và cắt bóng rất hay của lão tướng Dương Thụ. Không thể đưa ra một pha dứt điểm này. Đội hình trong buổi chiều ngày hôm nay của cả Hưng Đạo và đội bóng Yên Ninh rất khác với buổi sáng. Những trụ cột đã được cất giữ, có lẽ là bớt cho mùa giải năm sau. Những ngôi sao sáng nhất của họ được giữ chân trong mùa giải năm sau. Văn Tuấn, Huy Tô. Mất bóng rất nguy hiểm. Cơ hội khá đáng tiếc dành cho Yên Đình. Được Cacelo, càng ngang. Phạt góc. Rất nhanh,
2-0. Cầu thủ người Mỹ gốc Việt Lý Nguyễn đã ghi bàn sau tình huống kiến tạo của Đức Cacelo. Tỷ số là 2-0. Và đội bóng về thứ tư sẽ không biết là có phần thưởng gì không, nhưng chắc chắn là sẽ không có huy chương rồi. Huy Tô pha đi bóng sọc thẳng vào trung lộ của Huy Tô, rất khỏe. Đức ơi, Thành ơi, đẩy cao lên. Ô, đá toàn đứng đi. Đi người. Đá đây, vần đây. Lại là Đức Cacelo. Tí người thuận nhá. Cơ hội đối mặt. Như vậy là đã có bàn thắng giúp cái biệt xuống còn 1-2 dành cho Yên Đình. Đá thoáng nó lên. Đây là một giải đấu. Giải 3 cũng là một cái gì đó mang tới sự vinh dự, sự tự hào. Huy Tô, Đức Cacelo. Thuận nhờ. Mẹ sang thay mẹ quần áo vào rồi. Thằng môn này đuổi chút. Anh ấy đã được bé vào. Tú này, Tú cánh này. Đuổi đi. Hoàng Thụ. Đây. Cởi quần áo ra. Vẫn là Lê Nguyên. Đức Cacelo vẫn giống như buổi sáng hôm nay, chơi rất nhiều vị trí. Cơ hội đối mặt. Và can thiệp rất chính xác. Cởi con áo. Áo trông có khác quá. Đức Cacelo. Cầu thủ có khả năng dứt điểm bằng cả hai chân. Khi còn trẻ thì Đức Cacelo đã từng thi đấu cho câu lạc bộ trẻ của Lutifoot. Suýt chút nữa còn tình huống đốt lưới nhà. Hai người trong tay. Chúng mày đi ra
bóng vì vẻ như cả bố đời. Cơ hội dành cho các cầu thủ Hưng Đạo. Mấy chân làm kéo này. Thành à. Tì người để tôi quất. Cài người. Tú à. Rất quyết tâm. Bịt mẹ bây giờ chẳng lẽ tôi cởi quần gì à? Vãi cả đầu buổi cậu. Huy giữ bóng nhờ. Đá rồi đạt lắm. Lão tướng Xuân Trường vừa có một tình huống ngã xuống sân thật sự là rất chuyên nghiệp. Đây là một cầu thủ có lẽ phải luyện 20 năm mới có thể có những tình huống ngã như vậy. Em cứ hỏi là xóm Đồng Long khôn khoát. Bên em sẽ bây giờ đi vành đai 4, em sẽ bên tay phải. Đúng rồi, em không, em có phải đi qua cái Việt Vị rồi. Em phải đi, em cứ hỏi là em cứ đi vào có cái biển quán cơ liên thịt chó ấy. Từ nhà em gì? Em phải đi vào rất hay, coi không vào, Việt Vị mất rồi. Được tam giác em hỏi được anh ấy, quốc lộ 37 ấy. Đây anh gửi đi cho nhá. Em vào cái bản Zalo với anh. Những khán giả của Thuần Khoát đang đến sân ngày một đông hơn. Hôm nay cũng có thể là ngày cuối cùng để chúng ta được nghỉ cái Tết của Quý Mão. Và sau đó thì mọi hoạt động công việc sẽ trở lại bình thường. Và chúng ta sẽ có 360 ngày nữa để chào đón cái Tết 2024. Dương Thụ. Phản công. Quá hay. Tỷ số là 3-1. Quang Tú là người đã ghi bàn thứ 3 dành cho Hưng Đạo. Tỷ số là 3-1. Nếu xét về thời gian nghỉ ngơi thì rõ ràng là Hưng Đạo thiệt hơn. Trận đấu bán kết 2 của họ chỉ kết thúc lúc 12 giờ trưa thôi. Đặc sản ở Bắc Giang có lẽ là những giải đấu thi đấu theo thể thức 4 ngày hết một giải đấu với 8 đội. Hết rồi. Rất nhiều những giải đấu uy tín như là giải Nội Chùa,
thậm chí họ còn thi đấu 3 ngày hết giải. Và chỉ bóng rất bình tĩnh đến từ đội trưởng Lương Xuân Trường. Ra đây các áo. Thay người. Yên Ninh có sự thay người. Vậy. Yên Ninh có sự thay đổi người. Yên Ninh có sự thay đổi người. 31 ra sân. À, như vậy 31 giờ sân. Đây 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 đây. 10 bạc luôn. 10 đá luôn cánh này nhá. Bên này đây, bên này được. Bên này. Tâm cả cho mọi người. Thay bên này người. Đúng rồi, không ấy, mày chờ mày lên này. Cầm bóng vào chơi sao vậy? Người. Đá bóng anh tên là 10. Dương Thụ lại mất bóng rồi. Đức Cacelo có lẽ Đức Cacelo là cầu thủ thi đấu hay nhất trong đội hình của FC Hưng Đạo ở giải đấu này. Vẫn là Quang Tú. Đức Tuân. Skin quá dị của Đức Tuân. Vẫn tiếp tục là tiếng ném biên. Em xuống đi mát. Em bảo xuống. Huy Tô phản công. Việt Vị mất rồi. Bàn thắng đã không được công nhận. Đó là một tình huống cầu thủ bên phía Hưng Đạo đã rơi với Việt Vị. Xuân Trường. Rất nguy hiểm. Và đó là bàn thắng thứ tư. Lý Nguyễn là người đã ghi bàn. Tỷ số là 4-1. Với một đội bóng quyết tâm hơn, chuẩn bị kỹ càng hơn.
Tinh thần họ mang đến trận tranh 3-4 cũng là ấn tượng hơn so với Yên Ninh. Hưng Đạo hoàn toàn xứng đáng với tỷ số hiện tại. Đức Cacelo có thể dứt điểm ngay. Dẫn trước tới 3 bàn. Một cách biệt rất an toàn. Một thế trận mà Hưng Đạo vẫn đang làm chủ cuộc chơi. Lý Nguyễn không vào. Đức Cacelo. Lại là Lê Nguyễn. Pha chuyền bóng đã bị chặn lại, không đến được vị trí của Đức Cacelo. Đức Cacelo. Đã có dấu hiệu của sự chủ quan đến từ cái chơi của các thủ Hưng Đạo sau khi có bàn thắng thứ tư. Này, Tuấn này nhìn ấy này. Đức Tuấn. Thành ấy, đuổi luôn. Xuân Trường. Rất khó khăn là những Yên Ninh. Tinh thần ở trận bán kết sáng ngày hôm nay đã không được thể hiện ở buổi chiều. Nhưng rõ ràng thì Hưng Đạo là một đối thủ hoàn toàn khác so với Phù Tài. Huy, Huy đá đây, Huy ơi. Tú đá đây, Tú ơi. Khá nguy hiểm. Đẩy lên. Văn Thành là người vừa dứt điểm. Nào, vị trí nào. Thank you.
Như vậy là bóng đã đi hết từ biên dọc. Rất khó khăn cho Yên Ninh. Là Đức Tuân. Bộ đôi Đức Tuân và Đức Cacello đang thật sự khuấy đảo hàng phòng ngự đến từ Yên Ninh. Thành lên, Nguyễn lui bạn đi. Lại là Lê Nguyễn, bàn thắng thứ 5. Cứ đấy đi. Cứ cầm chân đi, lo gì. Bảo chuyên chuẩn bị, cuối quần áo. Ừ nhưng mà bảo nó không cấy cố được nữa, bảo chuyên chuẩn bị luôn. Để thay. Chuyên thay thằng Thành. Thay quần áo đi. Số 16 ra. Vâng, thay người. Kéo rất cao lên. Anh ấy, cho Hưng Đạo thay người. Thành là sân, chuyên vào sân. Mời anh. Đâu đây đây, của bên Yên Ninh. Mời người ta thay bên lên. Anh ấy cứ cầm đá đây, 5-1. Liệu đây là trận đấu mà và như vậy là hết giờ, hiệp một kết thúc rồi. Năm một. Oh,
a song. I can pretend that we ain't alive. We should have been loving the sky. All of the babies in both of the fight. Working so hard, you won the prize. Look at the love in me, got on the shine. I see your lovers so just give me a smile. Like your mama.
Mà xin mời bác âm thanh cho cái âm thanh nó to to đi không ạ? Alo, alo. Có cảm giác như bị cháy cái chép trên rồi hay sao? Anh ơi, nào thay người chuyên vào sân và thành sân. Chuyên. Văn Thành. Văn Thành số 6. Văn chuyên à? Chuyên. Văn chuyên số 8. Chuyên số 8. Văn Thành trên. Alo. Và chúng ta sẽ cùng alo. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với hiệp đấu thứ hai. Ở trong hiệp hai này thì Văn Chuyên bên phía Hưng Đạo được tung vào sân. Và Văn Thành thì cho ra nghỉ. Thay người bên phía các thủ của SC Hưng Đạo. Thành nhá. Văn Thành đã rời sân. Chuyện này đã tập trung rồi, để cho Nguyễn cắm đi. Chúng ta sẽ cùng quay lại với hiệp thi đấu thứ hai. Cuộc chiến giữa Hưng Đạo và Yên Ninh, hiệp một kết thúc với tỷ số tạm thời 5-1 cho đội bóng áo vàng. Hiệp hai này thì đội bóng áo vàng đã sửa đổi người khi mà Văn Chuyên được tung vào sân, một trong những cầu thủ thi đấu kém nổi bật nhất trong đội hình của Hưng Đạo trong buổi sáng ngày hôm nay khi được vào sân thay người. Đó là một trong những nguyên nhân mà Hưng Đạo đã để thua khoát 1-2. Ở trong hiệp hai này thì có lẽ là các thủ Yên Ninh họ cũng chờ đợi và mong muốn trọng tài của chúng ta thổi còi sớm thôi. Tinh thần của họ bị ảnh hưởng rất nhiều sau trận thua đầy cay đắng trước các thủ Phù Tài chờ sút penalty. Trong hiệp chính thì nhiều thời điểm Yên Ninh đã 3 lần lên dẫn trước các thủ Phù Tài. Sau đó thì Yên Ninh để cho các thủ gỡ hòa. Yên Ninh để cho Phù Tài gỡ hòa và thắng họ trên sút penalty với tỷ số là 4-2. Tỷ số là 5-1. Rất khó khăn dành cho Yên Ninh. Alo. Phạt góc dành cho các thủ bên phía Yên Ninh. Có mic đâu. Đạo thay người anh. Tinh ở
vào sân và thắng nhà sân. Gì Linh? Bạn Linh. Ờ, thay thằng nào Linh áo số mấy? Linh áo số mấy? Linh áo số 7. Thắng nhà sân. Như vậy là Văn Thắng bên phía các cầu thủ Hưng Đạo đã gặp phải một chấn thương. Người vào sân bây giờ đó là Văn Linh, cầu thủ đeo số 7. Đội hình của Hưng Đạo họ đã mang đến trận tranh 3-4 gần như là đầy đủ các hảo thủ. Duy nhất là thiếu vắng Long Sport thôi. Duy nhất là thiếu vắng Long Sport thôi. Không biết là sau những cái vũ điệu của các cháu thiếu niên nhi đồng thì âm thanh đã gặp vấn đề gì? Huy Tô. Thay người. Văn Linh sẽ vào sân để thay thế cho Văn Thắng. Cơ hội dành cho Yên Ninh. Đức Cacello. Lê Nguyễn. Hưng Đạo vẫn đang làm chủ cuộc chơi. Rất khó khăn để cho các thủ Yên Ninh có thể tạo ra những sự thay đổi nếu họ vẫn thi đấu với đội như thế này. Có lẽ ngoài hai lão tướng trên sân đến từ Lương Xuân Trường và Dương Thụ thì rất khó để tìm ra cầu thủ nào bên phía Ninh chơi tốt hơn hai cầu thủ này. Lại là Lương Xuân Trường. Mất bóng nguy hiểm, Đức Cacello chân trái. Không dứt điểm ngay. Cách biệt lên tới 4 bàn. Và chắc chắn là mọi thứ sẽ phải là một sự thay đổi với Yên Ninh nếu họ không muốn thua thêm. Kỷ lục của giải đấu năm nay thì đang là 11-1. Chiến thắng của Khoát trước Chằm. Có lẽ là cao thủ bên phía đội bóng Hưng Đạo họ cũng nhập cuộc hiệp 2 với một tâm lý tương đối thoải mái. Ông bầu của FC Yên Ninh thì đang bảo là cất các cầu thủ chính thức của họ ở mùa giải sau. Đấy đây, nhìn Nguyễn à, đấy luôn. Lý Nguyễn. Huy Tô. Sút xa ngay.
Không biết là các bác nào gần cái âm thanh có thể cho cái mic lo to lên không ạ? Alo. Trong hiệp 1 thì Đức Cacilo và Đức Tuân là hai cầu thủ thiếu hay nhất bên phía Hưng Đạo. Hai cầu thủ này chính là những cầu thủ đã tạo ra rất nhiều sóng gió trong hàng phòng ngự của Yên Ninh. Đức Cacilo không ghi bàn. Nhưng Đức Tuân thì đã ghi bàn rồi. Tú này, nhìn này. Rất khó khăn dành cho các đội Yên Ninh. Lương Xuân Trường. Quá kinh nghiệm. Huy Tô rất hay, đối mặt cơi không vào. Một tình huống đối mặt. Ngay sau trận tranh 3-4, chúng ta sẽ cùng đến với trận chung kết. Đội chủ nhà Khoát sẽ gặp Phù Tài. Một đại diện đến từ Việt Yên Bắc Giang. Giải hôm nay thì có 6 đội bóng đến từ cùng xã. Và 2 đội bóng khách mời. Trong đó có Nứa và Phù Tài. Đẩy lên, đẩy lên. Tốt đấy nhỉ? Quyết định dứt điểm từ rất xa. Quang Tú cũng đã có cho mình một bàn thắng ở hiệp 1. Một cú đúp hiệp 1 đến từ Lý Nguyễn. Hưng Đạo đang chơi một thứ bóng đá rất đủng đỉnh. Khi mà cầu thủ Yên Ninh cũng không còn nhiều sự quyết tâm. Việt Vị mất rồi. Đức Tuân. Phản công cho Yên Đình. Pha chạm bóng đến từ lão tướng Dương Thụ. Đấy.
thôi. Bao nhiêu?
rồi. Tích vào. Thank you.
Vâng, tỷ số trên sân đang là 7-1. Alo. Alo, alo, alo. Công tác xử lý loa trên sân đang dần được đảm bảo hơn. Một trận tranh 3-4 và tỷ số là 7-1. Vẫn là cơ hội, không được. Đã có trọng tài tăng cờ báo việt vị. Âm thanh trên sân thì đang gặp đôi chút vấn đề. Tỷ số đang là 7-1. Bắt đầu đã có loa trên rồi. Thay người bên phía các cầu thủ của Hưng Đạo. Văn Linh rời sân và Văn Duẩn được tung vào sân. Chuẩn hơn bên kia. Từ từ, chậm thôi. Có lẽ Hưng Đạo họ đang Hưng Đạo họ đang muốn phá vỡ đi. Alo. No. Lại mất cái loa trên rồi anh ơi. Hưng Đạo có lẽ họ đang muốn phá vỡ đi trận thắng kỷ lục của Khoát 11-1 trước Chằm. Bây giờ thì đang là 7-1. Quang Tú. Phá phập quá mạnh. Đức Cacelo. Vẫn là Luca Cacelo. Đường truyền rất hay. Như vậy là trọng tài xác định phạt góc dành cho các cầu thủ bên phía Hưng Đạo. Nói là sau những tiết mục nhảy sôi động của các cháu thiếu nhi thì chép của bàn trước đã bị cháy. Bóng vẫn trong sân, Đức Tuân. Tốc độ của Đức Tuân rất nguy hiểm. Lão tướng Xuân Trường đã bị vượt qua tương đối dễ dàng. Một tình huống dứt điểm bằng đầu. Một pha bay người dũng mãnh. Hưng Đạo vẫn chưa muốn dừng lại. Bóng vẫn trong sân. Xuân Tú. Coi! Bàn thắng thứ 8 dành cho Hưng Đạo. Và đúng này trọng tài đã nổi còi kết thúc trận tranh 3-4. Hưng Đạo đã có chiến thắng 8-1. Họ đang chứng minh thất bại trước đội chủ nhà Khoát ở sáng ngày hôm nay là một tai nạn thôi. 8-1. Chúng ta sẽ cùng chuẩn bị đến với trận chung kết. Đội chủ nhà. Đội chủ nhà sẽ đối đầu với Phù Tài, một đại diện của Việt Yên Bắc Giang.
Mà xin mời hai đội bóng chủ nhà. Thank you.